trong màu non. Về đi anh Thanh Hóa anh hùng, dô ta qua bao đời trận mạc, là những bóng kinh thành đất nhân kiệt địa linh. Về đi anh thì ta mới thấu tình người xứ Thanh. Về Thanh Hóa sau má quê ta ấm tình người làm lô, bao đời trận mạc vẫn son sắt thủy chung. Một miền nắng cắt khô mưa dập bão vui, có vượt biển sóng trao mới hiểu người quê tôi. Chiến công oai hùng một thời biết oanh, như hạt sương long lanh sớm cho đời mai sớm. Ơi Thanh Hóa quê ta vạn thua vẫn anh hùng. Bóng kinh thành đất nhân kiệt địa linh, về đi anh thì ta mới thấu tình người xứ Thanh. Về Thanh Hóa sau má quê ta ấm tình người làm lũ, bao đời trần mạc vẫn son sắt thủy chung. Một miền nắng cắt khô mưa dập bão vượt biển sóng trao mới hiểu người quê tôi. Về Thanh Hóa lòng ta mới thấy, vì sao lại hắn rơi, vì sao sóng buồn đó đây vẫn qua. Bao bậc đế vương xưa, bao kinh thành phù hồi, bao chiến công oai hùng một thời liệt oanh, như hạt sương long lanh dâng cho đời mai sớm. Ơi Thanh Hóa quê ta vạn thua vẫn anh hùng. Ơi Thanh Hóa quê ta yêu biết mấy. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, kiểm tra đánh giá hiện trạng di tích đền thờ quan sát Hải Đại Vương ở xã Nghi Sơn. Phường Xuân Lâm xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng, phường Hải Thanh ứng dụng công nghệ vào sản xuất nước mắm truyền thống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 5 tháng 8, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng di tích đền thờ quan sát Hải Đại Vương, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban liên quan Ủy ban Nhân dân thị xã. Đền thờ quan sát Hải Đại Vương hướng mặt về phía Hòn Mê. Từ đền nhìn ra mở xa, nổi lên trên biển là 18 hòn đảo nhỏ, được gọi là Thập Bát Mã Sơn. Có ý nghĩa, ví quần đảo như đàn tuấn mã trầu về Nghi Sơn. Tương truyền, quan sát Hải Đại Vương tên thật là Hoàng Tá Thốn. Vào thế kỷ 13, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược, ông đã lập được nhiều chiến công. Hoàng Tá Thốn mất trong một lần đi tuần thủ đường biển ở Hoàng Hóa. Biết ơn những công lao của ông, nhà vua đã phong cho ông là sát Hải Đại Vương, ban cho thuyền rồng chở linh cữu ông về mai táng tại quê nhà ở Vạn Phần, nay thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong tâm thức dân gian bản địa, ông là một vị thần giúp ngư dân mỗi khi sóng gió, giặc giã, cứu giúp dân khi hoạn nạn, gian truân. Năm 1994, Sở Văn hóa và Thông tin Thanh Hóa, nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ban hành quyết định số 136 về việc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cụm di tích thắng cảnh Biện Sơn, xã Nghi Sơn, bao gồm Thành Đồn và Đền Quang Trung Nguyễn Huệ, Tứ Vị Thánh Nương, Giếng Ngọc, gắn với truyền thuyết Mỹ Châu, Trọng Thủy, quan sát Hải Đại Vương và Trần Quý Phi, mộ bà Sắn. Di tích đền thờ quan sát Hải Đại Vương được xây dựng đã lâu, lại bị bom và pháo kích của giặc Mỹ tàn phá. Đến năm 1999, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Sơn tôn tạo xây dựng lại, trải qua nhiều lần trùng tu sửa chữa, nhưng do địa hình khu vực giáp biển, ảnh hưởng của thiên tai. Hiện nay, nhiều hạng mục tại di tích đã xuống cấp, hư hỏng, toàn bộ phần mái hậu cung đền bị thấm, dột, nhiều vị trí rui mè bằng gỗ bị mối mọt, lớp vữa chát tường sử dụng từ vữa tam hợp lâu năm bị bong chóc, nhiều cột chống bằng gỗ bị mục hư hỏng. Tại buổi kiểm tra, đánh giá hiện trạng di tích, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nêu rõ, việc tu bổ tôn tạo đền thờ quan sát Hải Đại Vương là cấp thiết nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích trong xây dựng và phát triển văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn phường Xuân Lâm có tổng số bè nuôi hàu vẹm là 1.073 bè trên 98 hộ, có 29 hộ với 364 ô lồng nuôi cá lồng. Ngoài ra, trên địa bàn phường còn có 2 hộ nuôi tôm tự phát. Thực hiện kế hoạch số 301 ngày 2 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thị xã, kết luận số 29 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ban chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, phường Xuân Lâm đã xây dựng kế hoạch tập trung giải bàn toàn bộ bè nuôi hàu vẹm trên địa bàn phường quản lý trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Đối với hộ nuôi cá lồng, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức ký cam kết với các hộ nuôi cá lồng thu hoạch cá thương phẩm, không thả thêm con giống và tự giải bàn sau khi thu hoạch cá lồng xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Để đạt được kết quả đề ra, Ủy ban Nhân dân phường sẽ phối hợp với các phòng ban ngành, lực lượng biên phòng, tuyến biển tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân, trọng tâm là các hộ nuôi cá lồng, nuôi hàu, vẹm tự phát, nuôi tôm trái phép. Tuyên truyền vận động các hộ nuôi trồng thủy sản tự phát, tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nuôi cá lồng, hàu, vẹm, nuôi tôm tự phát. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, phối hợp lực lượng biên phòng, công an trong công tác tuyên truyền vận động các hộ nuôi thủy sản trái phép, tự tháo dỡ các công trình vi phạm và tăng cường phối hợp giám sát các hộ thả giống bổ sung, không để phát sinh nuôi thủy sản tự phát, đồng thời quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ đê điều và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản tự phát, vi phạm pháp luật về luật đê điều, luật phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, nhất là lực lượng công an trong tỉnh, thời gian gần đây, hoạt động tín dụng đen đã và đang được trấn áp.
Tuy nhiên, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi hơn, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa và xử lý tội phạm. Từ thực tế điều tra về các vụ án liên quan đến tín dụng đen của lực lượng công an cho thấy, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ hoặc biến tướng dưới các hình thức huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn với lãi suất cao. Đáng lo ngại là các đối tượng có xu hướng sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen như thông qua website, các ứng dụng trên Internet, điện thoại di động để mời gọi tổ chức cho vay. Cùng với đó, các đối tượng lập hợp đồng mua bán, giao nhận tiền, tài sản khống, ép người đi vay thực hiện khống các hành vi vi phạm pháp luật nhằm gây bất lợi về pháp lý cho người vay. Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạn do phải chịu lãi suất cao, xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng ném chất bẩn vào nhà của người nợ để đe dọa, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động liên quan đến tín dụng đen, lực lượng công an trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các cấp, ngành, triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách tài chính, giao dịch, vay mượn, cũng như cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực này để các tổ chức cá nhân biết, cảnh giác phòng ngừa. Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường nắm tình hình, rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, siết chặt công tác quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, như các hiệu cầm đồ, cho vay tài chính và các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến tín dụng đen, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung đánh trúng, đánh mạnh vào các ổ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính vi phạm pháp luật. Cụ thể, trong năm 2023 và 7 tháng năm 2024, lực lượng công an trong tỉnh đã đấu tranh và khởi tố gần 200 vụ, trên 300 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điển hình ngày 27 tháng 5 năm 2024, Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ hai đối tượng gồm Cao Văn Đức sinh năm 1986 ở xã Hải Yến và Lê Thị Thao sinh năm 1977 ở phường Bình Minh, chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, riêng đối với đối tượng Lê Thị Thao, ngoài việc cung cấp tiền cho Cao Văn Đức tổ chức cho vay lãi nặng, còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao. Để tiếp tục chấn chỉnh xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tội phạm tín dụng đen, núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính, thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, chủ cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tham mưu phối hợp với các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền cơ sở, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để những vi phạm của các cơ sở. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các cơ sở kinh doanh không có đầy đủ giấy tờ, không treo biển hiệu, cầm đồ, không phép trá hình, núp bóng hoạt động tín dụng đen, cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc, cầm cố tài sản với số lượng lớn. Lực lượng công an khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu vay tiền cần hết sức cẩn trọng, không nên vay tiền thông qua các tờ rơi quảng cáo hay các tổ chức tài chính núp bóng hoạt động tín dụng đen, mà nên đến ngân hàng, các đơn vị có uy tín để làm thủ tục vay theo đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn có dấu hiệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, cần thông báo ngay đến cơ quan công an để được đấu tranh ngăn chặn kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư ứng dụng khoa học và công nghệ là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đang được nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế cho người sản xuất nước mắm tại các địa phương. Tháng 7 năm 2019, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, chủ trì thực hiện dự án ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất nước mắm truyền thống tại Thanh Hóa. Với tổng kinh phí thực hiện dự án trên 9,6 tỷ đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là trên 2,5 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thực hiện, đến cuối năm 2021, công ty đã hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất nước mắm truyền thống, sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động, lắp đặt được 2 dây chuyền,
để sản xuất nước mắm truyền thống. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng, Nguyễn Văn Tuyến cho biết, nước mắm truyền thống giá thành cao, gấp khoảng 3-6 lần nước mắm công nghiệp, hàm lượng muối, độ mặn cao hơn. Công trình đã ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động giúp tận dụng triệt để năng lượng và nâng cao chất lượng trong sản xuất nước mắm truyền thống. Theo đó, quá trình gia nhiệt cho bể trượp bằng cách phơi nắng tự nhiên sẽ được thay thế bằng việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống cấp nhiệt bổ sung. Quá trình đảo trộn thủ công sẽ thay bằng hệ thống đảo tự động. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nước mắm nhằm khắc phục được các nhược điểm của phương pháp ủ trượm truyền thống, rút ngắn thời gian chế biến nước mắm xuống 8-10 tháng, trong khi phương pháp truyền thống thường 15-18 tháng. Đồng thời, tiết kiệm được diện tích sản xuất và giảm công lao động phổ thông, giảm gần 90% công khuấy đảo và phơi nắng. Bên cạnh đó, sản lượng và chất lượng sản phẩm tăng cao hơn. Lượng nước mắm cốt sử dụng công nghệ mới thu được nhiều hơn 30% so với phương pháp truyền thống. Nhờ năng lượng mặt trời tạo ra nhiệt độ tối ưu, giúp chuyển hóa tối đa nguyên liệu. Lượng nước mắm đặc biệt thu đợt 1 nhiều hơn so với phương pháp truyền thống là 100 lít trên 1 tấn cá, thu lần 2 và lần 3 tương đương nhau. Ngoài ra, quá trình phân hủy tạo ra nước mắm theo chu kỳ khép kín, không có tác động hở nên đảm bảo vệ sinh hơn, giữ nguyên mùi, hạn chế bốc hơi đạm, vương vãi nước mắm. Kết quả là nước mắm có độ đạm cao hơn 3% so với sản phẩm có cùng nguyên liệu đầu vào. Hiệu quả kinh tế cũng tăng xấp xỉ 1,3 lần so với kỹ thuật sản xuất nước mắm truyền thống, cùng với thời gian sản xuất rút ngắn. Vì vậy, giúp quay vòng vốn nhanh hơn, giá trị gia tăng sản phẩm trên 15%. Nhờ đó, mỗi năm công ty tiết kiệm được trên 350 triệu đồng tiền nhân công, năng suất nước mắm tăng thêm 13%, lợi nhuận thu chênh lệch so với sản xuất truyền thống 500 triệu đồng trên một năm. Có thể thấy, nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất mà công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng trong đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công nghệ cũng giúp công ty tiết kiệm diện tích sản xuất, đảm bảo yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây ô nhiễm và tác động đến môi trường, mùi đặc trưng của mắm. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp tạo ra sản phẩm không những có màu đẹp mà vẫn giữ được độ đạm, thơm ngon và có mùi đặc trưng như với cách thức ủ và đảo trượm truyền thống. Thực tế cho thấy những cơ sở sản xuất đi đầu trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất đều cho hiệu quả cao hơn cách làm truyền thống. Từ đó, thị trường cho các sản phẩm ngày càng mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng cũng như uy tín và thị phần của nước mắm Thanh Hóa trên thị trường cả nước. Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn, xử lý kịp thời và thực hiện giải bàn toàn bộ ô lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát không theo quy hoạch, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, âu tránh trú bão cho tàu cá, vận hành khai thác cảng biển, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đảm bảo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về đất đai, trật tự xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích, không theo quy hoạch, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về luật đất đai và tài nguyên môi trường. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thị ủy, thông báo kết luận số 29 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ban Chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành kế hoạch số 301 ngày 2 tháng 8 năm 2024 xử lý việc nuôi thủy sản lồng bè trái phép trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2024. Với mục tiêu, đối với các hộ nuôi cá lồng, nuôi hàu tại xã Hải Hà, thực hiện di rời và giải bản 19 lồng nuôi cá và bè hàu tự phát lấn chiếm luồng và vùng quay tàu ra vào cảng quốc tế Nghi Sơn và các hộ nuôi cá lồng bè hàu tự phát trên dòng sông Yên Hòa, hoàn thành 100% và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thị xã trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Các phường Hải Thanh, Bình Minh giải bản toàn bộ 100% bè nuôi hàu vẹm trong âu trú bão thuộc cảng cá Lạch Bạng và trên địa bàn quản lý xong trước ngày 10 tháng 8 năm 2024. Đối với các ô lồng nuôi cá, theo thống kê của phường, hiện tại có 118 ô lồng nuôi cá, trong đó Bình Minh 30 ô lồng,
Hải Thanh, 88 Ô Lồng, yêu cầu di rời sang khu vực phía ngoài, khu neo đậu tàu thuyền Lạch Bạng, vùng phía Tây Nam phường Bình Minh, đồng thời tổ chức ký cam kết với các hộ nuôi cá, thu hoạch cá nuôi trong tháng 10 năm 2024, không bỏ thêm con giống và tổ chức tự giải bản trước ngày 20 tháng 11 năm 2024. Đối với các xã phường Hải Bình, Xuân Lâm, Hải Châu, Nghi Sơn, với tổng số bè nuôi hầu vẹm là 1.145 bè trên 121 hộ, trong đó Xuân Lâm 1.073 bè trên 100 hộ, Hải Bình 60 bè trên 17 hộ, Hải Châu 12 bè trên 4 hộ. Xây dựng kế hoạch giải bản toàn bộ bè nuôi hầu, vẹm trên địa bàn quản lý trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Đối với các phường Hải Bình, Xuân Lâm, Hải Châu, hiện tại còn 1.030 ô lồng nuôi cá, Xuân Lâm 364 ô lồng, Hải Bình 516 ô lồng, Hải Châu 150 ô lồng. Tổ chức ký cam kết với các hộ nuôi cá lồng thu hoạch cá thương phẩm, không thả thêm con giống và tự giải bản sau khi thu hoạch cá lồng xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối với xã Nghi Sơn, hiện tại còn 552 ô lồng trên 23 hộ nuôi cá, tiếp tục xây dựng kế hoạch giảm dần ô lồng nuôi cá, phấn đấu đến ngày 30 tháng 11 năm 2024, còn lại khoảng 250 ô lồng nuôi cá, khu vực Vụng Ngọc, theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đối với các xã phường khác, tuyệt đối không để phát sinh hiện tượng nuôi lồng bè tự phát, không theo quy định và không theo quy hoạch. Nếu xã phường nào để phát sinh, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đối với các phường có các hộ nuôi tôm tự phát, theo thống kê của các xã phường, đến tháng 3 năm 2022 có 119 hộ nuôi tôm trái phép. Trong đó, phường Hải Hòa là 9 hộ, Ninh Hải 15 hộ, Bình Minh 3 hộ, Hải Thanh 73 hộ và doanh nghiệp, Tĩnh Hải 6 hộ, Xuân Lâm 5 hộ, Trúc Lâm 3 hộ, Hải Bình 5 hộ. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 62 hộ nuôi tôm tự phát vi phạm. Thời gian hoàn thành cụ thể như sau: phường Hải Hòa 7 hộ, Ninh Hải 9 hộ, Bình Minh 4 hộ, thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Các phường Hải Thanh 30 hộ và doanh nghiệp, Tĩnh Hải 4 hộ, Xuân Lâm 2 hộ, Hải Yến 6 hộ, thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, Âu Tránh chú bão cho tàu cá, vận hành khai thác cảng biển, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đề nghị các hộ gia đình cá nhân nuôi trồng thủy hải sản trái phép tại 11 xã phường chấp hành nghiêm quy định của nhà nước, tự tháo dỡ các công trình vi phạm, không để phát sinh nuôi thủy sản tự phát. Các trường hợp cố tình không chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ xử lý cương quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, đến tháng 6 năm 2024, trên địa bàn thị xã có 251 hộ với tổng số 4.372 ô lồng bè nuôi trái phép trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Trong đó nuôi cá là 2.674 ô lồng, nuôi hầu vẹm là 1.698 bè, chủ yếu trên địa bàn 11 xã phường gồm Hải Thanh, Hải Bình, Bình Minh, Xuân Lâm, Hải Hà, Nghi Sơn, Hải Châu, Hải Hòa, Ninh Hải, Hải Yến. Các vị trí nuôi trồng thủy hải sản tự phát không được quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản. Các hộ dân nuôi hoàn toàn tự phát, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, an toàn giao thông đường thủy nội địa, lấn chiếm vùng đất có mặt nước trong Âu, tránh chú bão cho tàu cá và vận hành khai thác cảng biển, cũng như công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Để xử lý dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản, lồng bè trái phép, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm, thị xã Nghi Sơn đã triển khai kế hoạch thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng ban và 3 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo và thực hiện xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn các xã phường. Ban chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã Nghi Sơn yêu cầu các phòng ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường có các hộ dân nuôi trồng thủy sản tự phát tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải bản các ô lồng nuôi cá, bè nuôi hầu tự phát trên địa bàn thị xã, triển khai đồng bộ quyết liệt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trọng tâm là các hộ nuôi cá lồng, nuôi hầu vẹm tự phát, nuôi tôm trái phép,
nhận thức đầy đủ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc nuôi trồng thủy sản, tuyên truyền vận động các hộ nuôi cá lồng, nuôi hàu trái phép, tự tháo dỡ các công trình vi phạm, không để phát sinh nuôi thủy sản tự phát, giảm dần tiến tới chấm dứt hoàn toàn nuôi trồng thủy sản tự phát, rà soát tổng hợp báo cáo cụ thể số hộ vi phạm, xây dựng phương án tháo gỡ, lập biên bản xử phạt hành chính và xây dựng phương án cưỡng chế đối với các tổ chức cá nhân cố tình không chấp hành. Ủy ban nhân dân các xã phường có hộ dân nuôi trồng thủy sản tự phát, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc các hộ tự sử dụng mặt nước, mặt đất, cửa lạch để nuôi trồng thủy sản và các tổ chức hộ gia đình cá nhân vi phạm xây dựng không phép, trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm đê điều. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, âu tránh chú bão cho tàu cá, vận hành khai thác cảng biển, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đề nghị các hộ gia đình cá nhân nuôi trồng thủy hải sản trái phép tại 11 xã phường chấp hành nghiêm quy định của nhà nước, tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Các xã phường không để phát sinh nuôi thủy sản tự phát. Các trường hợp cố tình không chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ xử lý cương quyết theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.